Trong nhóm luôn hả? Trong nhóm không? Khác nhóm ạ. Con tên gì? Lại cha, con là Du Xe Nguyễn Xuân Quý ở Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi? Con 43 tuổi ạ. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Thưa cha, là con được ơn của Chúa cho con bỏ được thuốc phiện ạ. Con dính thuốc phiện bao nhiêu năm? Thưa cha, là từ 98 cho đến bây giờ ạ. 30 năm hả? 21 năm hả? Phải không? 98? Bao nhiêu năm? 21 năm. Rồi nhờ đâu mà sau 21 năm dính vào thuốc phiện mà con được ơn thoát khỏi cái con ma phiện ấy? Thưa cha, con bị ở trong tù thì con có nghe một thằng em ở Thái Bình giới thiệu cho con là anh về, anh vô chùa Cha Long. Thì con cũng đã xa Chúa mất 17 năm. Thì con đi trong trại mất 15 năm. Thì con về thì mẹ con lúc con đi thì còn bố của mẹ. Lúc con về thì bố con đã mất rồi. Vợ con cũng đã bỏ con. Thì con về thì mẹ con cứ giục con đi xưng tội. Nhưng mà con nghĩ tội lỗi của con nhiều quá. Con cứ một lần đến chỗ Đức Mẹ là con lại không dám lại gần mẹ. Vì con nghĩ con nhơ quá, con không dám lại gần. Thì mẹ con cứ giục con đi xưng tội. Nhưng mà con cứ từ chối thôi. Mẹ mới bảo con là đưa cho con một cái đài để con nghe. Nhưng mà con cũng không nghe. Vì lúc đấy là con bị ma quỷ cám dỗ nhiều quá rồi. Con chỉ có nghe nhạc vàng thôi. Là một hôm thì con nhìn thấy mẹ con buồn quá. Con mới đáp ứng cho mẹ con đỡ buồn. Thì con mới nghe chỉ có một lần là một bài giảng của cha rằng là những kẻ tội lỗi nặng không dám xưng tội. Vì là mày xưng tội hôm nay ngày mai mày lại phải phạm tội. Mày xưng tội làm gì? Chính vì câu nói của cha giảng đấy là con hai ngày con nghe đài của cha. Thì con mới xin mẹ con đi La Vang. Con vào La Vang được một ngày thì con về. Về thì con nói với anh con là anh ơi, anh đưa cho em vào chùa Cha Long. Thì anh con bảo là dầm xong đưa con vào. Là anh con mới bảo là thôi để 20 vào. Vào thì hôm cha mới đặt tay lên đầu con. Rồi là con xưng tội với cha. Thì lúc mà cha đặt tay lên người con thì tự nhiên con cứng rắn lắm. Nhưng mà không hiểu làm răng hôm nữa con lại cứ bị chảy lệ thôi. Con không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy. Con không biết là tự nhiên trong người con cảm thấy con không cảm nhận được là con được ơn của Chúa. Những cái mấy hôm nay rồi thì con cảm thấy là con cũng thấy trong người con thoải mái lắm cha. Bây giờ thôi con cũng là một kẻ tội lỗi xa Chúa bao nhiêu năm. Con thậm chí xưng tội con chủ lễ xuống con cũng quên cả kinh. Con chỉ đọc được có nửa kinh thôi. Còn nửa kinh sau con không thuộc. Vì con bảo là kinh cũ ngày trước con có thuộc. Mà bây giờ toàn là kinh mới thôi. Con không biết. Là hôm qua thì cũng như là Chúa kiểu như là xui con ấy. Hôm qua anh em con ngồi uống nước. Thì là con bảo là anh Thắng ơi, hai ba anh em mình đi vô trong nhà thờ đọc kinh. Là con mới đọc kinh đây xong thì đọc kinh phái đoàn đây xong thì con mới lại chỗ bà Thánh Chi đi này. Bà Thánh gì con không... Thánh Faustina. Vâng, là con mới lại chỗ bà Thánh đấy. Là lúc sau là con mới cảm ơn xong con đi về. Về thì có khoảng độ gần 10 người đàn bà đang ngồi đọc kinh. Thì con bảo thôi con lại với Chúa lấy 10-15 phút nữa. Thì cũng như thế là Chúa xui con ấy. Thì hôm qua là đúng là cũng có mọi người đang đọc kinh thì có một người thanh niên vô. Là ý đồ của người đấy là định cướp giật. Thì là con có xui mấy người đấy là các chị đính xin vào trong. Thì là người kia cứ nhìn con. Con chỉ nhìn lên Chúa là lạy Chúa, xin Chúa gì giữ cho con. Thì lúc đưa mấy người về đây thì các chị đều hỏi là anh ơi, anh đưa hội em ra cổng. Thì con mới bảo là các chị cứ đi trước đi, em đi đường sau. Thì ra đến cổng em, con có nói rằng là lần sau á, các chị đi đọc kinh tối thì rủ thêm người đàn ông nào đi đấy. Vì là đêm hôm nữa đi, các chị đi một mình, đi phụ nữ không là dễ bị rất giật cướp đấy. Con cũng không hiểu làm sao tự nhiên Chúa thay lòng con mừng lắm cha. Bây giờ con... Hồi xưa là anh cũng làm cái nghề đó đúng không? Dạ. Con là trước ngày ở ngoài là con làm bến bãi ạ. Trộm cắp đủ hết. Vâng ạ.
Anh tay anh chơi đủ hết. Vâng, thưa cha là con không thiếu một cái gì cả. Con cảm thấy là cứ một lần mà con cứ đến nhà thờ là tự nhiên con bị chảy nước mắt thôi. Và anh giơ tay cho mọi người thấy. Vâng, thưa anh chị em, cho nên có nhiều anh bạn trẻ đến và lúc tôi đặt tay tôi cũng chả hiểu động cơ nào. Như anh này nói là tôi ôm chặt lấy những người bạn trẻ ấy, rồi tự nhiên người bạn đó cứ khóc, rồi tự nhiên kể ra là con bị dính xì ke, con tội lỗi thế này thế khác. Và con tôi chỉ nói là bị con đi xưng tội đi. Một là đi xưng tội ngay bây giờ, không con cha sẽ giải tội cho con ngay tại đây luôn. Và đây là một trong những chứng nhân của lòng thương xót Chúa đấy. Suốt bao nhiêu năm ma quỷ nó vẫn cứ suy anh ấy, vẫn chỉ là cái máy 300 bài giảng. Và trong 300 bài giảng này chỉ một bài giảng anh ấy nghe, đó là ma quỷ nó suối là mày đi xưng tội làm cái gì, rồi cũng phạm tội thôi xưng làm cái gì. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì tại giáo điểm Tin Mừng buổi chiều ngày thứ 6 đầu tháng 1 tháng 3 bắt đầu tuần 7 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là ông nội của giáo điểm Tin Mừng. Chúng ta thấy nụ cười của Ngài rất tươi và bây giờ trên thiên quốc Ngài lại càng cầu bầu cho cộng đoàn chúng ta nhiều hơn nữa. Và Ngài càng vui hơn khi thấy giáo điểm Tin Mừng của mình ngày càng phát triển về chiều rộng, về chiều sâu và về lòng thương xót Chúa càng ngày càng đổ xuống trên cộng đoàn chúng ta. Hallelujah! Cha gửi tặng cho con, thích cái gì ra tặng con cái đó. Cha cho con ảnh Chúa. Ảnh Chúa. Rồi, còn tấm ảnh Chúa nào, cha tặng cho anh bạn một tấm ảnh Chúa. Rồi, đây là tấm ảnh Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho anh người anh em của chúng ta. 17 năm thuốc phiện, 15 năm tù và hơn 20 năm bã bỏ Chúa. Bây giờ đã được ơn trở về với lòng thương xót Chúa. Lúc đi tù thì còn cả cha, cả mẹ, giống như người anh em của chúng ta lúc nãy đây. Nhưng mà lúc về thì chỉ còn... mình mẹ con ạ. Chỉ còn người mẹ mà thôi, vì ba anh đã mất ở trong tù. Đó cũng là cái niềm áy náy của anh. Hôm nay anh lên anh nói để anh giải tỏa hết. Và chắc người mẹ, mẹ của anh bao nhiêu tuổi? Thưa cha, mẹ con hơn 80 ạ. Vâng, giống như bà cụ lúc nãy, bà còn hạnh phúc là còn có ông, còn quạt, còn gọi em ơi ở đây với anh. Còn bây giờ mẹ của anh thì không còn được cái nhiễm phúc đó. Và ít nhất là mẹ còn được cái niềm an ủi và hạnh phúc nhất là đứa con của mình 52 tuổi đã quay trở về với Chúa, với gia đình.